Xin chào mừng tất cả khán giả của Thiên Hào Audio. Ngoài những bộ loa và âm ly đầu đĩa rất hay thì Thiên Hào Audio còn rất nhiều tai nghe cũng rất hấp dẫn. Và tiêu biểu trong số đó là những tai nghe chất lượng cao đến từ thương hiệu Focal của Pháp. Và bây giờ thì mọi người sẽ cùng với mình để mở hộp chiếc tai nghe này. Và mình sẽ trải nghiệm và nói cho quý vị các bạn biết rằng nó hay ở điểm nào. Xin mời quý vị các bạn ta sẽ cùng quan sát cái việc mở hộp. Ở đây mình có một cái chiếc tai nghe chất lượng cao. Nó có tên là Focal Listen Wireless. Nó là tai nghe không dây. Đó, và nó có màu sắc rất là đẹp. Như theo mình tìm hiểu trên trang chủ thì hãng có nhiều màu khác nhau để có thể phục vụ được cho cả giới trẻ nữa. Có thể quan sát thấy đây là một cái tai nghe có chất lượng rất tốt. Cái sự hoàn thiện này mình thấy rất là tốt. Thế nào? Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần cái bên này có thể điều chỉnh được. Và cái phần tay cầm này nó rất là có bản to. Cái phần cao su này có chất lượng rất tốt, sờ và cảm thấy rất dễ chịu. Và khi chúng ta đeo lên đầu thì sẽ như thế này. Đây. Có phần bên tay phải. Đây, mình đeo lên trên đầu. Wow. Phải nói cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình đeo chiếc tai nghe lên là mình rất ngạc nhiên với khả năng cách âm của nó. Tức là đây không phải là một chiếc tai nghe có tính năng chống ồn, nhưng mà cái sự chống ồn của nó đến... Ủa, bỏ ra cái nghe khác liền luôn. Cái sự chống ồn của nó đến từ cái độ kín của cái việc họ làm cái phần pad này rất là tốt. Mà ví dụ là trong phòng hiện tại thì đang có tiếng quạt, đang có tiếng điều hòa, và mình đeo vào mình cảm thấy zero tiếng luôn, ở bên ngoài không còn nghe gì. Tuy nhiên nếu như một người nào đó bên cạnh mình nói thì mình vẫn có thể nghe được, mình vẫn có thể nghe được tiếng nói của họ, nhưng mà nó nhỏ đi. Còn những cái tiếng nhỏ nhỏ, cái kiểu những cái tiếng ù xì của quạt gió hay là một cái âm thanh môi trường, mình thấy là nó được cắt hết. Cảm thấy đeo vào rất bất ngờ khi như được lọt vào một cái phòng gần như là phòng cách âm vậy. Và nó rất là thoải mái. Cái pad đeo này nó khi mình đeo thì cái phần tai của mình, có thể tai của mình cũng nhỏ, không phải là tai lớn, nó lọt hoàn toàn vào bên trong cái khoang pad chùm này. Tức là cái pad này nó không tì trực tiếp lên tai mình, nó không gây cho mình cái độ nóng bởi cái phần da này. Mà tất nhiên là đeo lâu thì nó sẽ vẫn hơi ấm lên một chút, nhưng mà nó hoàn toàn là, nói chung là cực kỳ dễ chịu. Và phần tai của mình được lọt hoàn toàn vào bên trong và cảm thấy nó đã cách âm được một cách đáng kể. Và cũng rất là thoải mái. Mình cảm thấy cái phần ở trên đầu như thế này, nó có thể điều chỉnh được. Đầu của mình thì cũng là size nhỏ thôi, thì dẫn còn có thể điều chỉnh được thêm. Mình nghĩ là có thể phù hợp cho những người có cái cỡ đầu là từ trung bình cho tới trên trung bình, là đeo cực kỳ là tốt, là thoải mái. Ở đây mình thấy là nó có thể gập lại được như thế này để làm cho nó gọn. Đó, có thể gập lại. Đấy, rất là gọn. Và mình thử lay các cái mối nối ở đây, mình cũng thấy nó rất là chắc chắn. Như vậy có thể thấy được cái độ hoàn thiện của hãng Focal, một hãng rất là nổi tiếng của Pháp. Biểu tượng logo thì để ở hai bên, rất là đẹp và tinh tế. Ở đây còn có những cái dàn nút. Ở bên trong này thì hãng đã trang bị cho nó viên pin 500mAh. Và theo thông tin mà mình tìm hiểu thì được biết là nó có khả năng nghe nhạc liên tục được tới là 20 giờ, một con số vô cùng là lâu. 20 giờ nghe nhạc quả thực là một con số cực kỳ ấn tượng đối với bất cứ tai nghe Bluetooth không dây nào. Và nó chỉ mất khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi để sạc đầy hoàn toàn viên pin này. Sạc rất nhanh mà nghe thì lại cực kỳ lâu, rất ấn tượng. Ngoài ra còn một số những cái điểm khác mà trong quá trình mà mình đã trải nghiệm trước cái tai nghe này, mình thấy rất là ấn tượng bất ngờ, đó là nó có thể kết nối lên tới khoảng gần 20m. Mình thử đặt điện thoại ở đây và mình chạy tít ra ngoài cửa, nó cách xa khoảng 15-20m mà mình vẫn nghe âm thanh rất tốt và không hề cảm thấy bị giảm chất lượng. Tức là cái tai nghe này có khả năng kết nối được cực kỳ xa. Theo lý thuyết của hãng thì là được từ 15m trở lên cho tới 20m. Quả thực là mình chưa bao giờ biết một cái tai nghe
Bluetooth nào có thể cho được khoảng cách kết nối xa như thế. Ở đây chúng ta sẽ có những cái bộ những cái nút để chúng ta có thể chỉnh. Chúng ta có nút Bluetooth này, ta có nút cộng trừ này. Đó. Và ở bên này chúng ta sẽ có cả nút tua bài, nút lùi bài về, nút tạm dừng. Và đây cũng chính là cái nút để khi có cuộc gọi đến thì chúng ta sẽ ấn đây để nhấc điện thoại, để đàm thoại. Và hãng đã trang bị cho cái chiếc tai nghe này lên tới là 2 micro. Đây, 2 micro đây, 1 và 1 ở đây, để chúng ta có thể có được cái khả năng đàm thoại với âm thanh trong trẻo nhất. Chỉ có một điểm mà mình hơi không hài lòng một chút thôi. Đó là mình cảm thấy mấy cái nút cao su ở đây trông nó chưa xịn lắm so với cái toàn tổng thể toàn bộ tai nghe, nhưng chỉ một chút này thôi. Nhưng mà về phần trải nghiệm bấm thì mình cảm thấy bấm thì rất là dễ chịu, bấm rất là tốt, rất là bám tay. Đó. Nhìn chung thì mình đánh giá cao cái phần hình thức của tai nghe này, rất là đẹp, chất lượng hoàn thiện tốt. Đeo thì cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Đây là cái chỗ để cắm sạc. Cắm sạc ở đây thì hãng sẽ trang bị cho chúng ta đi kèm là cái sợi dây để sạc. Nhất là chúng ta sẽ có sợi dây này là sợi dây để nghe nếu như chúng ta không muốn nghe qua Bluetooth. Còn đây là dây sạc. Đó, dây sạc này là dây sạc sử dụng đầu jack USB micro bình thường thôi. Chúng ta có thể dùng dây sạc điện thoại Android dùng là được rồi. Có thể dùng sạc dự phòng hoặc là củ sạc chính hãng để sạc cho chiếc tai nghe này. Đó. Ở đây chúng ta còn được hãng tặng cho một cái túi đựng để bảo vệ, rất là ổn. Nói chung là mình thấy rất là thích những cái phụ kiện đi kèm như thế này. Mặc dù đây là một chiếc túi bình thường nhưng mà mình rất là thích những cái món đi kèm. Rồi, chúng ta sẽ có cả hướng dẫn sử dụng. Với những ai lần đầu tiên dùng chiếc tai nghe này thì các bạn nên đọc hướng dẫn sử dụng để biết cách kết nối. Mình biết rồi, mình sẽ chỉ luôn rồi các bạn. Chúng ta có cái sợi dây cáp. Mình nghĩ sợi dây cáp này có chất lượng tương đối ổn. Nếu như muốn đạt chất lượng nghe tốt nhất thì có lẽ là nên dùng cáp phải không ạ? Nhưng mà thực tế là mình thấy chất lượng nghe không dây và có dây của chiếc tai nghe này thực sự là chênh nhau không quá nhiều. Vì chiếc tai nghe này sử dụng chuẩn Bluetooth là aptX với cái độ hỗ trợ là lên tới chất lượng là gần bằng mức CD. Mình cảm thấy nghe rất là hay nếu quý vị sử dụng nhạc chất lượng cao đến từ những cái dịch vụ nhạc như là Apple Music hoặc là Spotify. Việc kết nối sẽ diễn ra như sau. Ở đây thì chúng ta có cái nút Bluetooth này. Đây, mình sẽ bật cái chiếc tai nghe lên nhé. Nếu như máy Android của quý vị các bạn support cái cách mà NFC thì chúng ta bật NFC từ trên máy điện thoại lên và chúng ta chỉ cần chạm vào đây là tai nghe này tự động được kết nối pairing với điện thoại một cách hoàn toàn tự động. Còn để cho chúng ta kết nối với các cái thiết bị Apple hoặc là những cái thiết bị Android khác thì chúng ta sẽ giữ cái phím Bluetooth này trong 5 giây. 1 này, 2 3 4 5. Đó, nó sẽ nhấp nháy và cái phần màng loa cũng phát ra một cái âm thanh là pairing rất là hay. Và mình sẽ sử dụng chiếc iPhone này để search ra chiếc tai nghe. Đây, mình vào phần Bluetooth. Đó, ngay lập tức đã nhận diện được ra thiết bị là Listen Wireless. Kết nối. Đấy, mình đã nghe thấy được tiếng connected, một cái tiếng từ bên trong tai nghe này phát ra. Và bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng để nghe nhạc. Ở đây thì mình không thể cho quý vị các bạn nghe thử được, nhưng mà mình đã có thời gian trải nghiệm khoảng tầm 40 phút để nắm bắt được chất âm của chiếc tai nghe này, thì mình thấy là chiếc tai nghe này có cái chất âm chi tiết một cách rất là ngạc nhiên. Tức là với cái giá tiền của nó là giá tham khảo khoảng 7 triệu đồng và hiện tại thì đang có mức giá bán cực kỳ tốt tại Thiên Hào Audio khoảng gần 6 triệu đồng. Thì với mức giá như vậy, mình kỳ vọng với một thương hiệu như Focal phải cho âm thanh tốt. Rõ ràng là nó đã không phụ cái sự kỳ vọng đó. Khi âm thanh phải nói là rất chi tiết, với cái giải cao cực sáng, rất đẹp, âm thanh tách lớp rất tốt, và nghe còn có không gian, nghe nó có một cái cảm giác độ rộng không gian, độ tách bạch stereo rất là tốt. Nói chung về cái khoản đấy rất là tuyệt vời. Nghe âm thanh nữ, giọng nữ hay là giọng nam đều thể hiện rất là trong trẻo,
Mình thấy giọng nữ thì có phần xu hướng thể hiện tốt hơn giọng nam một chút. Về phần tiếng trầm thì mình thấy chiếc tai nghe này có thể số được tiếng trầm sâu. Tuy nhiên là chiếc tai nghe này không mạnh về khả năng đánh tiếng trầm mạnh để nghe các cái thể loại nhạc điện tử hay là nhạc nhạc sàn ấy, mà nó sẽ cho tiếng trầm theo một cái chất gọi là audio file. Tiếng trầm xuống được sâu nhưng mà nó lại có cái độ nhẹ và nó có cái độ lan tỏa. Tức là tai nghe này rất thích hợp để nghe những cái nhạc chất lượng cao, những cái bản pop ballad, những cái bản nhạc hòa tấu, những cái bản nhạc sử dụng nhiều nhạc cụ, nhạc giao hưởng và hay là gọi là cái thể loại nhạc audio file được thu âm rất là tốt. Thì mình cảm thấy nó cực kỳ phù hợp khi nghe những cái thể loại như vậy. Mình thử nghiệm nghe với một chiếc điện thoại Android đời mới với cả một chiếc điện thoại iPhone đời mới thì mình đều thấy chất lượng âm thanh là như nhau. Vì chỉ cần support được chuẩn aptX là sẽ đạt được âm thanh tốt. Tóm lại đây là một chiếc tai nghe rất là xứng đáng để cho những ai yêu mến thương hiệu Focal hay là thích một cái chiếc tai nghe với một cái độ khác biệt hoàn toàn so với những hãng tai nghe khác, một sự thoải mái dễ chịu và một cái hình thức trông cũng rất là đẹp, độ hoàn thiện tốt, đeo vào thấy thoải mái, có khả năng cách âm. Và đặc biệt là quý vị các bạn thích nghe những cái thể loại nhạc mà yêu cầu độ chi tiết cao, độ tách bạch thật là tốt thì hãy nghĩ đến tai nghe Focal Listen Wireless, một sự lựa chọn rất tốt đang có tại Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 Thái Hà Nội. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hà Audio để luôn đón xem những clip hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.